gửi một cái file dữ liệu từ điện thoại sang Android TV Box cũng như là từ Android TV Box sang điện thoại thông qua một cái ứng dụng, đấy là ứng dụng Send File to TV. Và cái ứng dụng này hoạt động và sử dụng như thế nào thì trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Vâng, đầu tiên thì các bạn cần phải chú ý là chúng ta phải cài cái ứng dụng Send File to TV này ở trên TV Box cũng như là điện thoại. Thì ứng dụng này nó sẽ có sẵn ở trong cái Google Play Store, thì các bạn chỉ cần vào thôi và các bạn sẽ kéo đưa lên cái phần ô tìm kiếm. Sau đó thì chúng ta sẽ gõ cái từ khóa, và bình thường thì các bạn chỉ cần gõ cái từ send thôi thì nó có đề xuất sẵn cái ứng dụng đấy rồi, thì các bạn có thể bấm vào luôn để thực hiện cài đặt, hoặc là các bạn gõ đầy đủ cái từ khóa send to file TV đó thì nó sẽ hiển thị lên và chúng ta bấm nút tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm xong thì nó sẽ hiển thị ra cái tên ứng dụng đây, thì các bạn click vào để thực hiện. Trên điện thoại thì cũng vậy thôi, thì các bạn sẽ vào Google Play Store, sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng là Send File to TV đó, sau đó thì mình thực hiện cài đặt. Quá trình cài đặt cũng chỉ một chút xíu và chúng ta có thể hoạt động được rồi. Vâng, các bạn chú ý là trước khi chúng ta sử dụng cái thao tác chuyển dữ liệu thông qua cái ứng dụng Send File to TV thì các bạn phải để ý đến cái phần kết nối wifi. Nếu như nhà bạn nào ấy chỉ có một sóng wifi thì nó rất là dễ, nhưng nếu như các nhà các bạn ấy mà có nhiều sóng wifi thì các bạn cần phải chú ý là cả TV Box và cả điện thoại chúng ta cần phải kết nối chung một sóng wifi nhé. Đây, mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình sẽ vào cài đặt này, xem sóng wifi này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Và ở trên điện thoại cũng vậy, mình sẽ mở cái wifi ra và bắt buộc phải sử dụng chung cái sóng wifi. Đây, các bạn xem nhé. Rồi, thì các bạn đã thấy cái sóng wifi rồi, và mình sẽ kết nối chung một cái sóng nhé, các bạn chú ý. Đó, mình sẽ sử dụng chung một cái sóng luôn. Rồi, như vậy thì cả hai thiết bị đã chung một cái kết nối sóng wifi rồi nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy cái ứng dụng này lên nhé. Thì sau khi cài đặt xong ấy thì nó sẽ nằm ở trong cái phần này, thì các bạn sẽ kéo xuống là trên TV Box ấy, thì đây ứng dụng đây, Send File to TV đây, thì các bạn mở lên trên TV Box. Ở cái phần này thì các bạn sẽ chọn skip đi, nó nhanh, nó giới thiệu thôi. Thì chúng ta sẽ có hai cái ô send và receive. Vâng, chúng ta sẽ mở bên điện thoại, thì nếu như mà nó có cái thông báo là donate hay là cái gì đấy, chúng ta có thể ấn back để quay lại bỏ qua nhé. Vâng, và đây là cái giao diện của ứng dụng Send File to TV, nó rất là đơn giản thôi, thao tác cũng rất là dễ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có hai cái mục Send và cái mục Receive. Thì các bạn chọn ví dụ bây giờ nhé, mình sẽ chọn chuyển file từ điện thoại sang TV Box. Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác như thế này, thì chúng ta sẽ ấn vào nút Send này. Rồi ok, thì các bạn sẽ lựa chọn cái file mà chúng ta cần chuyển. Thì đây, các bạn chú ý này, chúng ta sẽ tìm một cái file cần chuyển vào cái thư mục download đi nhé. Thì chúng ta sẽ tìm một cái file bất kỳ đây. Bây giờ mình chọn file đây. Thì các bạn cần phải chú ý thêm nữa là ở trên Android TV Box hay là ở trên điện thoại ấy, thì khi mà chúng ta nhận ấy, thì nó sẽ mặc định vào cái thư mục download ở bộ nhớ trong. Đây, mình sẽ vào phần cài đặt cho các bạn xem. Đấy, mặc định luôn cả điện thoại cả TV Box, thì khi mà chúng ta gửi dữ liệu sang ấy, thì nó sẽ vào cái thư mục download này. Nếu như mà chúng ta mà không muốn vào thư mục download thì các bạn có thể thay đổi đi, nhưng mà tốt nhất là các bạn để nguyên mặc định để cho dễ nhớ. Ok, thì bây giờ mình sẽ thao tác nhé. Bây giờ mình sẽ chọn một cái file này, mình sẽ bấm vào. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ tìm thấy cái K19 này, chúng ta sẽ bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển file. Cái thao tác rất là nhanh, rất là đơn giản. Đấy, thì cái file này đã nằm ở trong thư mục download rồi, xong chưa? Đấy, còn nếu như mà các bạn mà muốn gửi từ TV Box sang điện thoại thì cũng rất đơn giản. Ở trên TV Box thì các bạn sẽ bấm vào nút Send này. Đấy, thì các bạn cũng tìm đến một cái video nào đó hay là một cái file nào đó các bạn chuyển đi thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn chuyển cái file này nhá, cái ảnh này, thì bây giờ mình sẽ bấm vào. Rồi, mình sẽ nhìn thấy cái tên của máy Samsung của mình đấy rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chuyển sang ngay. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đơn giản và nhanh gọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái lịch sử, những cái cuộc gửi nhận để cho chúng ta có thể nắm bắt được. Đây, mình sẽ thử cho các bạn nhé. Vừa rồi thì mình gửi file rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ vào cái trình duyệt file để mình tìm. Đây, mình sẽ vào cái trình duyệt file Explorer chẳng hạn. Thì mình sẽ tìm tới cái bộ nhớ trong download đây.
Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta gửi được cái file 70 MB đấy rồi. Và trên chuyển đến TV thì các bạn cần mở ứng dụng xem file Tone TV đây, lên nhé. Và các bạn đây mới mở ứng dụng lên thì nó có hỏi này, thì các bạn cứ bấm next đi liên tiếp mấy cái nhé. Này, cách chuyển ứng dụng, cách chuyển dữ liệu từ điện thoại lên TV bằng cách này thì hoàn toàn mới các bạn ạ. Bạn có thể là sử dụng cách này để đưa dữ liệu từ điện thoại lên TV rất đơn giản. Đây, nó có hỏi này thì các bạn bấm khi mở ứng dụng lên thì các bạn bấm Request Store Default được rồi. Đấy, thì nó có hỏi là SD card thì bạn lưu trữ ở đâu thì các bạn bấm vào đó, thì thường thường là các bạn bấm vào SD card download rồi. Đó, thì nó sẽ nằm ở trong mục download các bạn nhé. Đó, đây này, SD card đây. Thì các bạn có thể vào mục download để bạn lấy file, thế thôi. Còn bây giờ mình đóng lại. Và ở trên màn TV ấy, thì các bạn bấm vào mục Rec CV này. Đấy, tức là mục dưới. Còn trên là gửi nhé, các bạn bấm vào mục đó. Các bạn để đấy. Đây, các bạn cần bấm vào mục dưới này, Rec Visa này. Đấy, các bạn để lại. Và trên điện thoại thì các bạn cũng mở ứng dụng Send to File, xem file Tone TV đây. Và các bạn bấm vào mục xem, xem là gửi các bạn nhé. Rec là nhận đi. Là mục nhận thì trên điện thoại các bạn bấm mục xem. Và các bạn tìm đến cái mục download hoặc là mục quản lý file ở trên điện thoại các bạn. Nếu các bạn download về thì các bạn vào mục download này. Đó, download trực tiếp bằng cái file APK mà mình gửi các bạn link dưới, thì các bạn mở mục download lên. Và các bạn lưu ý là khi sử dụng cái ứng dụng này thì điện thoại và TV nhà các bạn là phải kết nối cùng một mạng wifi nhé. Đó thì phải nó mới nhận được, chứ các bạn cắm LAN cũng không được đâu. Cắm LAN thì nó vẫn không nhận được, nên các bạn nhớ lưu ý giúp mình là TV và điện thoại phải kết nối cùng một mạng wifi. Và các bạn tích vào mục xem TV này. Đó thì nó có hỏi đến là các bạn kết nối với thiết bị nào thì các bạn chỉ tích ở dưới thôi. Như đây là mình kết nối vào cái thiết bị X3 mini. Đó, khi các bạn kích vào thì nó đã chuyển lên rất nhanh các bạn ạ. Đó, thì ứng dụng này nó nhẹ, chỉ có 4 mê thôi, 4,3 mê đó. Thì các bạn này cần vào một cái mục kéo xuống dưới này. Khi đã download xong rồi, nó để ở dưới này. Đấy, chữ xanh su xe là nổi lên này. Thì các bạn kích vào đây. Và các bạn có thể vào mục download để tìm kiếm cái file này nhé. Nhưng mà đây thì các bạn mở luôn. Đó, và các bạn mở này, open. Các bạn bấm mục sau setting. Đấy, thì nó hỏi là các bạn cài đặt cho phép từ nguồn này thì các bạn cứ bật lên nhé. Đó, sau bạn quay về. Thì bây giờ các bạn lại mở lại lần nữa này. Các bạn lại mở ra. Thì đây bây giờ nó có hỏi bạn muốn cài đặt ứng dụng này không, thì bạn cần bấm mục cài đặt bên dưới này là ok các bạn này. Đó thì đây là báo là ứng dụng đã cài đặt này, các bạn bấm xong hoặc mở được nhé. Đây thì mình bấm xong và mình thoát ra cho nó nhẹ máy.